coi ok. Chúng ta đã xong demo một con game này. Bây giờ chúng ta qua demo con game thứ hai thôi. Một con game này tôi nghĩ là nó chuyển vọt hơn. Nên chơi xây dựng là chơi phiêu lưu ta, hồi nãy phiêu lưu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chơi một con là Fox Hero. Con này tôi mới thấy bản demo đó thôi. Chưa biết nó ra sao. Anh hùng dân gian à? Folkero. Fox Folkero. Hero. Làm giống cái em mà có cái voi trong mà Lanet của Lana. Game này nhìn ngộ vậy. Giống Vampire Survivor quá không? Cách top down trên xuống action gargoyle like hack lag. Bây giờ mấy cái tab này nó mới hot cỡ mấy năm nay nè. Action gargoyle like nè. Thì cái thẻ này thẻ gì lão vậy? Mà cỏ chết chóc gì không? Trên tờ showdown giờ nổi luôn quá không? Game này là game gì đây? À. Con gáp này 10.000 review rồi. Kinh dược. Hết này liên upset chưa mà kinh khủng khiếp vậy. Con này thì hồi đó có chơi nhưng mà lúc đó chưa làm video. Còn chúng ta vô game thôi. Con này tôi không biết cần FPS cao không. Nếu cần cao thì chắc chuyển về cái màn Full HD chơi được rồi. Cái gì chưa gì vô luôn không cóc. Cái này thực ra là back to my main menu á, chứ không phải là quit game đâu. Game Pass là chọn dạng tay cầm Xbox. Game Fencing nó tự bắt đầu phân giải 4K cho tôi luôn rồi. Setting thì chỉ có nhiêu đó thôi. Nên vô chơi. Ủa tính muối dời kì vậy. Bây giờ là 20 giờ 25 mà tính giống là 13 giờ 25 vậy là tính muối giờ game ti cũng không luôn. Sư phụ. Delay delay quá. Cảm giác delay gõ luôn á. Cực kỳ delay là ta sao ta. FPS ổn định 60 mà. Hay là con game thiết kế vậy. Thử với mà mấy con hình gom trước. Cái gì đây. Chụp phải hay là xe cung. Nó không có bắn chuẩn xác được hết thôi. Được nè. Mà sao không bắn vô cái bên này được. Nút ship là thì chiêu. Rồi nói chung là trái phải là ship. Rồi ok. Chủ phụ đứng ở đảo nói chuyện vậy đó. Rồi bắn chủ phải. Rồi ok. Cái gì đây. Phiên bản đầy đủ thì sẽ có rất nhiều cái nhiệm vụ với là cái thành tích ở đây. Không quan tâm. Rồi bạn có muốn đến đảo không. Đi. Tắt FPS rồi. Này gì đây. Nè. Quái đâu. Không ăn quái. Rồi phục hồi thế lực đi. Giống Vampire Survivor chưa. Đủ đủ đáng nha nó né vậy mà còn dính nữa
Rồi lấy gì? Thể lực bây giờ mình chỉ đủ bắn hai con thôi. Trời ơi, nó delay vãi à. Tôi nhấn nút cách mà nó không đứt được. Tính đạp cái bẫy này, nhấn nút cách đi. Mà tự nhiên lao vô cái bẫy gì đó. Hết stamina rồi. Có máu rồi mình ơi. Có gương nào phải không? Cái này để gì? Tên sạch đam vào cái quân địch bị mà sợ tôn 30. Chào. Tôi chưa kịp đọc nữa. Mấy cái trắng trắng mình lụm lấy gì đó. Tìm gì giết boss. Nhiệm vụ của mình đơn giản vậy thôi. Này không phá được. Tới đây là bị rừng phía bắc rồi. Không đi lên được nữa. Gì đây? Hơi lựu đạn nó không máu luôn rồi. Mấy cái đỏ đỏ là gì? Chưa gặp boss nữa là chán nhách dạ vậy mà. Tôi chưa kịp đọc luôn. Đây 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 đây. Chào Gandalf. Giá 200. Tăng cái tỷ lệ tránh né, tăng mau tối đa. Hai cái bình này nó chỉ khác màu thôi chứ bản chất nó giống hệt à. Tiền mình coi ở đâu vậy? À đây đây đây. Không coi bản đồ được luôn. Đây có đường bên trái nào. Ê nó cũng giết 7 nữa kìa. Phát ra cái trắng trắng lao vô mình hồi nãy là tiền. Ở cái này là hồi máu. Trong này là không có tấn công được. Máu chỉ hồi một lần thôi phải game này game hành động mà cảm giác nó không có dồn dập nó lắm. Ủa, quái bắt đầu đông hơn rồi. Bye bye. Solo với hậu nghệ à. Về tăng cái hiệu ứng làm chậm. Tôi không biết tăng cung hủy kiếm. Nếu làm chậm thì có thể là nên kiếm ngon hơn. Cung ngon hơn nhớ nhầm. Trời tự nhiên nó lao vô. Cung mình làm chậm có thể giữ khoảng cách. Cái gì? Gốc đâu mà né á. Rồi chết luôn. Lần nữa không được nghỉ. Cây cú nha. Rồi một đống bẫy luôn cả.
bữa giờ mới vô gặp quái luôn đó. Phải là hạ gục ít nhất 6 con mới có đủ tiền mua hết 3 món đồ không giờ. Tôi cảm giác nó delay rất là nặng luôn. Cái này là mình nhìn trên mini map nó ra quái sớm không? Có thời gian để chuẩn bị thôi. Rồi sao nó có cái giếng hồi máu này thôi? À hồi nãy mình đi từ bên trái qua bên phải. Giờ mình đi. Cung điện, cung điện. Ông già bán đồ đó. Chỗ này nãy dưới mình đi lên đâu không? Có đường rồi. Đó điện giật 8 đam rồi. Không có ông già bán đồ. Tám cộng bốn, còn cái này thì tám thôi. Tôi nghĩ là cộng bốn đi. Nó mất 50% nhưng mà kiếm ít xài lắm. Cái bữa nó thục quá, cảm giác nó giật dữ thiệt. Tôi muốn tiêu tiền. Cho đợt này đi xa hơn nãy đâu. Đây là chỗ ông già nãy nè. Chém gì mà nó không target mục tiêu vậy? 500. Năm trăm tiền đâu mà mua. Giờ qua đây chắc đánh chùm mệt. Năm trăm là phải giết 4 con nữa. Rồi tự nhiên đi thẳng vô bẫy luôn. Hãy
20% nhưng mà giảm 10% máu. Quất 600 lần, suy nghĩ đã. Đâm vào mục tiêu bị tôn. Nhưng mà làm sao để tôn được nó? Báo thấp 30% thì tăng 30%. Không lấy cái này đi. Kiwi với nút ship rồi, ok. Game này FPS nó thấp quá. Đợt nãy tôi đánh boss nhanh lắm mình ạ. Giờ sao ông boss nó xa xong không? Lên đó chắc đánh boss rồi. Lên cái kiếm xét nè. Đồng dữ thiệt. Không biết cái loại gì lũ đáng chứ 10% tốc độ di chuyển. Rồi sao đánh boss được nữa? Bó tay con game luôn. Lừa đảo. Đi hoài không biết boss ở đâu. Tiền 1.400 luôn rồi. Có ai bán đồ gì không? Có cái lò rèn dưới dưới kìa. Đấy như Samurai vậy đó. Cảm tử. Hú mày hú à. Nâng gây cung. Nâng mấy lần nữa được không? Tiền nhiều quá ông ơi. Nâng nữa ông ơi. Tiền còn nhiều lắm cụ ơi. Uống trời. Rồi rồi. Rồi rồi. Đi như con rùa luôn mày. Game này nó nhân phẩm quá. Nhân phẩm lại là thứ mà tôi chẳng có. Bót đầu ra lẹ đi. Thôi nữa nghỉ luôn. Chỗ nào xài tiền không? Này địa hình phức tạp quá vậy. Có ông bán thuốc ở dưới rồi. Tám trăm 2.400 giờ mình mua được hai loại thôi. Tăng khả năng né tránh. Tăng giết. Tăng đào. Giết thêm 3 quái nữa mình đủ tiền. Còn quái nào không ra đây?
Ủa giờ đi đâu? Vô hướng đông à? Vô hướng đông rồi về lại không thôi gàng này. Quái nó đầm cái 50 máu luôn. Hết máu rồi ông ơi. Đi chậm như con rùa luôn rồi. Giục mẹ cái kiếm ra đi, không có xài kiếm đâu. Game thì giết người như ngoéo nữa, 400 mới đủ nâng ba con nữa. Giờ hết đây. Chết rồi, bấm lộn rồi. Con này cũng bán ngọc sét nữa nè. Nhìn da làng lá cho anh nữa. Đừng địch quá đông là nguy hiểm. Xuống năng cái cung ngon hơn. Còn 200 đồng. Một ngàn. Tôi chưa thấy anh chồng đâu nữa. Sao hồi nãy ban đầu đi thấy anh chồng nhanh lắm mà. Diệt chủng mấy cái làng luôn rồi. Đủ tiền luôn nè, về. Đi chậm như con rùa chứ, đủ đạn nó. Rồi thôi. Bây giờ em đến chích cọng lút luôn anh. Nên vô cọng nhưng mà là nó thay thế. Nụ đạn nha nó. Đi chậm 20% đánh lại chậm 10% nữa. Đi farm mà lại lỗ. Thể lực thì ít quá. Rồi chừng nào mới gặp boss rồi. Gì đây, tôi chưa kịp đọc nữa. Giờ méo quan tâm nữa. Chơi mà trừng phạt cái kiểu random như này là không có chấp nhận được. Ủa, nó có cái mũi tên ngay cái nhân vật tôi đây đó hả? Nè, đi theo hướng mũi tên thiệt nè. Chốt vài đam gây thêm 10 đam. Ủa chỉ một trong hai cái thôi. Đẩy tất cả quân địch cooldown 20 giây. Cái này thì 40 giây. Tự nhiên nhấp vô chiến biết không.
À, cái này là cái định hướng của mình. Giờ mình lụm lại cái này nó kinh đau không? Vẫn kinh đau như cũ. Game gì đi không à, không có biết đường khỉ gì hết. Cái máu này là nó hai cái dòng là sao vậy? Ơ rồi đéo hiểu luôn, bây giờ không boss ở đâu, không có mở bản đồ không làm gì được hết. Đi sạch ở trên này. Không lẽ ngồi rồi thấy nhớ bản đồ nữa, nhớ từng ô vậy đó hả? Ông giờ bán thuốc nãy chỉ có một đường bên phải thôi. Rồi bỏ tay rồi, coi như chúng ta hoàn thành game đây đi. Gì tôi nó hút. Hiện tại thì mình chỉ có thể đi qua đảo, còn lại chưa có đi đâu được nữa. Mà lên ông này là ông là cái người lái đò sông Đà đi đây. Hiện giờ mình chỉ đơn giản thế thôi. Rồi. Tôi sẽ quyết định con game. Chúng ta đã hoàn thành một game bản demo nữa. Game này tương đối ổn nhưng mà lạc đường quá. Cái lối chơi nó rất đơn giản luôn.